Hôm nay mình sẽ chuẩn bị bữa tối gọi là khoai tây xào nấm nha. Mọi người cùng đón xem nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ gọt sạch vỏ khoai tây nha. Sau đó chúng ta sẽ đi rửa nha, rửa sạch. Sau khi chúng ta rửa sạch khoai tây thì sau đó chúng ta sẽ thái thật nhỏ nha. Sau khi chúng ta đã thái xong khoai tây thì chúng ta sẽ rửa qua nước muối nha. Rửa sạch khoai với nước muối. Chúng ta cho vào muỗng muối nha. Sau khi đã khoáng tan muối, chúng ta cho khoai vào. Trong lúc đợi khoai chín thì chúng ta sẽ thái nhỏ tỏi nha. Sau đó chúng ta sẽ thái gừng nha. Thái thật nhỏ gừng. Sau đó chúng ta sẽ thái hành nha. Sau đó chúng ta sẽ thái nhỏ ớt. Chúng ta sẽ vớt khoai tây ra nha. Chúng ta sẽ thái nấm nha. Thái nhỏ nấm. Chúng ta sẽ cho nấm cùng với khoai tây nha. Okay. Sau khi đun nóng chảo, chúng ta sẽ cho mỡ, cho dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt nha. Và một thìa dầu hào. Và sau đó chúng ta cho một chút nước. Một chút bột năng. Tỏi, ớt và gừng.
Sau đó chúng ta sẽ cho khoai tây và nấm. Sau đó chúng ta cho hành tím vào nha. Sau khi chúng ta đã đảo hành tây và nấm và khoai tây thì chúng ta sẽ cho nước sốt vào. Sau khi đã đảo chín khoai tây, chúng ta cho hành cuối cùng. Và sau đó chúng ta cho ra đĩa.